tao. Ở đây chưa tới lúc mày nói chuyện đâu, biết chưa? Ông chủ, bây giờ mình đi đâu hả ông chủ? Tiến về phía trước chứ đi đâu. Nhưng mà phía trước làm gì có đường đi nữa hả ông chủ? Đường đi là ở tao nè. Tụi bay đâu? Dạ đó. Coi đi mở đường. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Ông ba thấy ông làm vậy là ông phá hoại đường đâu biết không hả? Cấm miệng ông. Con người muốn chinh phục và làm chủ, dĩ nhiên phải cần khai phá thiên nhiên. Đây là khu rừng nghìn năm tuổi, mấy chục năm nay chưa có ai dám tới. Hòn đảo này diện tích không lớn, không lẽ có những nơi chưa có người đặt chân tới à? Không phải không ai dám tới, nhưng mà một đi không trở lại, biết chưa? Vậy là ông người tụi tôi giờ cũng chết hả? Đây là con đường dẫn tới kho báu. Kho báu được chôn đặt hẳn trước kia đã có người tới rồi. Tao muốn tụi mày cùng tao tìm cách đến chỗ đó bằng cách nhanh nhất. Như vậy có lẽ là ông chưa biết đường à? Vậy sao? Đúng là như vậy. Nhưng tao tin tụi bay. Bản đồ này cho thấy là chúng ta đã đi đúng đường rồi. Mình đang ở đây. Đại ca, đại ca, đừng có tin lời lão già này nói nữa. Tìm một chùa đi đại ca. Tụi mày muốn trốn hả? Không dễ đâu. Ngoan ngoãn đi con. Trời, đại đại ca, sao nghe tụi mình nói hay vậy? Không phải nói, tôi cứ giấu quan tôi sao? Tụi mình cứ tâm, có thằng không biết thật. Biết là chỗ chết mà vẫn xông vào, chắc chắn là không biết được con đường sống. Thôi, ráng đi, để có tiền mà đi ăn chơi cơ chứ. Ngoan ngoãn nghe lời tao thì không đứa nào phải chịu đau, nghe chưa? Nè, cảnh càng đẹp càng ẩn chứa nguy hiểm. Phụ nữ đẹp có thể làm khuynh nước khuynh thành mà. Nè, trong rừng có nhiều loại nấm độc, tụi bay đi cẩn thận đừng để té, nghe chưa? Sẽ bị nhiễm độc chết người đó. Đi. Ê ê, không được không được. Chuyện lại, lại chuyện lại gì đó. Chuyện lại. Cái gì? Mày mệt đó thì mày ráng lên, nghe chưa? Không, không phải đâu. Tôi thề là tôi đã nghe tiếng gì đó. Tiếng gì? Tiếng động rất là lạ. Hình như cái tiếng đó là của... Đó, đó, đó. Nghe thấy không? Rõ ràng là cái gì mà. Quay, tẩy ra. Quay, 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 đứng lại, em muốn chết hả? Đứng ra, đứng lại để tao mà nói vậy hả? Không, chắc chắn. Ông kêu tên con quá trời vậy.
Ông thấy cái gì? Tôi thấy con cá trắng với thằng Hải gặp nạn. Không sao, tôi cứu được tụi nó. Thôi, chỉ là giấc mơ thôi. Mấy đứa nhỏ không có sao đâu, ông đừng có lo quá. Hy vọng điều dữ sẽ quá lạnh. Chết rồi. Đi. Đi thôi. Đi tụi mày. Ê, mau lên. Lại đi. Nhanh lên. Thằng Mộc và thằng Thủy đã chôn xong xác thằng Kim. Bây giờ tụi nó đang tính cách dựng đầm lầy. Tốt. Đại ca ơi, em khát nước quá à. Mà nghĩ cũng hay thiệt á. Mấy người ở đây á, không biết là trâu hay bò, không thấy ăn uống gì hết vậy đại ca. Mày lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy chuyện đó thôi hả? Đại ca, nhìn hình thể em như vậy nè, bây giờ mình còn ở trong rừng nữa, em không nghĩ chuyện đó, nghĩ chuyện gì bây giờ? Ngồi chờ đó đi. Mày muốn gì? Cho nó xin miếng nước. Đứng lại đó. Tiết kiệm thôi đó. Cảm ơn. Nè. Đại ca uống trước đi. Khỏi, uống đi. Khá sâu đó mày. Ta có thể vượt qua ngon lành, nhưng tụi nó thì không. Đó mới là điều cần phải tìm. Hay là mày đưa từng người qua đi, mình tao sao nổi. Không thể làm lẫn được. Chúng ta đã từng mắc kẹt ở khu rừng này. Tôi cũng thấy quen quen. Nhưng không phải đâu. Mình không thể ngồi yên ở đây được. Đứng im đó. Tụi bay muốn đi đâu? Tôi muốn tìm cách để đi khỏi khu rừng này. Không tới lỗi của mày. Ông ba thấy, để tôi giám sát tụi nó cho. Được, cho nó đi đi.
Ông chủ. Ừ. Không lẽ ông chủ không sợ tôi nói trốn thoát sao? Không. Có tao thì không thằng nào thoát khỏi. Mày khỏi lo. Kiếm gì vậy? Nếu người ta đã từng đi qua đây thì chắc chắn nó sẽ có một khúc cua nhỏ hẹp ở đây nè. Đi nãy giờ có thấy khúc cua nào đâu mà thấy mỗi chân luôn mà. Anh Hải, hắn nói đúng đó. Mình chưa từng tới đây. Phải tìm việc khác không? Đi. Tụi bay quay về liều mau. Cái gì vậy? Chẳng lẽ ba thấy đã tìm được cách qua được suối bùn rồi hả? Không tìm thấy cũng quay về. Tình trốn hả? Đi. Đi lên. Đi lên. Từ từ. Đi lên. Mẹ lên. Tôi gặp ác mộng, lo quá nên mới chạy qua anh nè. Sao trùng hợp vậy? Tôi cũng mới vừa gặp ác mộng nè. Có phải thằng Hải và con cá trắng? Đó. Sao kỳ lạ vậy? Tôi gọi điện thoại không biết bao nhiêu lần mà không thể nào liên lạc với tụi nó. Mà mấy đứa này đi đâu vậy không biết? Tôi nóng ruột quá ông ơi. Để tôi đi tìm tụi nó mới được. Chị chờ tôi một chút. Sao gọi không được vậy? Thôi, để tôi đi tìm tụi nó. Em biết nó ở đâu mà tìm? Lật tung cả cái hòn đảo này lên, không lẽ không tìm ra được tụi nó sao? Mà tôi thấy chị Xuân nó có lý đó. Hồng ấy á, mình coi mình đi vòng vòng hỏi thăm, coi có ai nhìn thấy tụi nó ở đâu không? Đúng rồi. Anh Phong, hả? Hôm trước tụi nó gọi điện, anh có thấy điều gì khả nghi không? Không, thật ra không có gì hết. Em mang đi. Ừ. Cảm ơn anh, tôi có phần rồi. Đại ca, nó mang cho em đi. Dạ. Nè, ăn đi để ở đó nào. À, đi đâu mày? Tôi muốn đi vệ sinh. Trong lục kẹt có cái gì đó. Mà cứ khá tưởng tượng thôi, tại vì có gì trong đây. Rõ ràng là tôi thấy cái lục kẹt nó động đậy mà. Mày lên xe! Mày xuống! Mày lên! Mày xuống! Mày cần chừng cửa!
tỉnh dậy đi, nè. Có chuyện gì vậy? Nó bị rắn cắn đó. Mộc ơi, để nó về đi. Dạ. Đây. Đại ca. Đại ca. Đại ca có sao không? Nào anh. Ông chủ. Chuyện gì? Thằng Mộc bị rắn cắn chết rồi. Ừ. Đẹp chuồng nó đi. Ông chủ kêu mày đi chôn nó đi. Dạ. Đúng là đồ máu lạnh. Ông ta chẳng có một chút gì là xấu thương cho cái chết của đàn em hết. Mặc dù chỉ hơn gì đánh cỏ rác mà thôi. Thôi bức xúc làm gì, đi ngủ đi, để sức mai còn đi tiếp. Thôi ngủ đi, ngủ đi. Cái Trắng, em qua đây nằm với Hòa nè, anh qua đó cho. Cảm ơn anh, tôi như vậy được rồi. Mày ngủ đi xíu đi Hòa. Không sao đâu, ngủ đi. Dạ, phòng 202. Có khách tới. Nhưng do máy lạnh bị yếu nên con đã đổi họ qua phòng kế bên. Nhóm đó là du khách nước ngoài đó cô. Cô Xuân. Cô Xuân. À, con nói tới đâu rồi? Hình như con thấy cô hơi mệt đó. Con sẽ báo cáo cho cô sao? Ừ. Thôi, đi báo cáo sao đi nha. Dạ. Chưa bao giờ em thấy lo lắng, bất an như bây giờ. Thậm chí em còn không dám ngủ vì sợ tỉnh dậy lại thêm một ngày con nó không về. Anh đưa em ra Vinh cho tinh thần khỏe khỏe một chút nha. Đại ca. Đại ca. Hay là mình tìm cách làm bè đi qua như lần trước hả đại ca? Lúc đó chỗ bùng đổ có ngập nước như vậy. Ai mà biết được bây giờ dưới đó có gì chứ.
Nè kia, làm gì vậy? Đại ca. Ông bà thấy chúng ta cứ chết dí ở đây hả? Sau trận mưa kỳ rồi, không biết khi nào cái khu suối bùn này nó mới cạn. Vậy thì ông về nhà kiếm cái xù nào đó băng qua đây đi. Không, đã vô rồi thì không trở về nếu chưa tìm được đích. Nói với ông á, nếu không tìm thấy kho báu thì vĩnh viễn không bao giờ quay trở lại hả? Có chứ, vì chúng ta sẽ tìm được kho báu mà. Quảng. Dạ. Mày kêu thằng Thủy nó đi dò độ đông sâu của suối bụng, rồi tìm cách bơi qua thử coi sao. Dạ. Mày đi dò độ đông sâu và tìm cách bơi qua thử coi sao. Đi đi. Dạ. Anh Phong ra tôi nói chuyện chút. Mình vô trong đi. Còn 3 ngày 2 đêm rồi, chúng ta không thể nào đợi thêm. Tôi cũng lo lắng quá. Hay là mình nhờ sự giúp đỡ của công an? Chúng ta không thể và không được phép bỏ qua lời nguyện. Vậy mình tìm tụi nhỏ bằng cách nào?
có lẽ chỉ còn biết được tung tích tụi nó. Đúng rồi, tôi cũng nghĩ như ông vậy. Bây giờ tôi với anh đi gặp người nói đi. Ba tên đàn em của ba thấy đã chết rồi. Chắc chắn nè. Cô thấy có ẩn khúc không? Ba thấy dường như đã biết trước cái chết của đàn em, nên không hề mảy may động lòng gì hết. Chắc chắn nè. Cô định đi đâu vậy? Tôi phải hỏi hắn. Hỏi hắn người chết tiếp theo sẽ là ai? Thì tại sao? Không được. Đừng có manh động. Không ích lợi gì đâu. Anh sợ hả? Tôi không sợ. Nhưng để cảm xúc lấn át lý trí thì đây không phải lúc. Bây giờ cô đừng để cảm xúc lấn át lý trí của cô nữa. Thôi, để tôi hỏi cho. Hai người tôi đi lại đơn giản hả? Đứng yên đó. Ông bà thấy. Đứng yên mày. Tôi muốn nói chuyện với ông bà thấy. Ông bà thấy, ông định ở đây tới bao giờ? Khi chưa vượt qua đầm lầy thì cũng không còn cách nào khác. Tôi biết ông có lắm mưu nhiều kế lắm mà. Mấy tên đàn em của ông, ba tên đều đã chết. Hình như ông biết trước được điều này phải không? Tụi bay phát hiện đúng đó. Năm viên ngọc là năm tên đàn em phải chết thì mới tới được kho báu. Kim, mộc, thủy. Nếu như vậy hai tên quả và thổ cũng phải chết à? Vậy chẳng lẽ không có cách làm giảm thương vong sao? Tao không biết. Và tao cũng không quan tâm. Cái ông này kỳ cục thiệt. Gọi điện hoài sao mất máy không biết. Lo quá trời. Kìa. Trời sao anh kỳ quá vậy. Em gọi điện thoại hoài sao mất máy. Đầu óc anh ù lên gì gió. Anh có nghe thấy gì đâu. Sao rồi? Có tin tức gì không? Chưa có. Sao nó có ai giúp mà? Sao đi lâu quá vậy? Cũng phải cho người ta thời gian nữa chứ. Anh uống nước đi. Cảm ơn em. Anh nhờ ai vậy? Sao đi lâu quá trời vậy? Anh giận lắm. Nhưng nó đi cùng chuyện nên tìm hơi lâu. Có hy vọng gì không anh? Đến lúc này anh không thể nói trước được điều gì hết. Dạ, chào anh. Anh Biên qua chơi dạ. Hả? Dạ. Ngồi chơi uống nước anh. Dạ. Thằng Biên nhà tôi lâu nay có ghé qua đây không anh? À, cũng khá lâu rồi không thấy nó qua. Tôi nghe nói nhỏ Cát Trắng với thằng Hải con ông Thắng bị mất tích phải không anh? Thôi,
hai anh ngồi chơi nha. Tôi xin phép. Dạ. Uống nước đi anh. Điều đó phải đúng sự thật không anh? Tụi nó đi tìm kho báu, hoặc nó biết mất về kho báu rồi. Không thể có chuyện đó được. Chính tôi đang nhìn thấy những viên ngọc mà tụi nó tìm được. Cả thằng Biên cũng tham gia vào câu chuyện này nữa. Trời ơi, sao tôi không nhận ra sớm điều này ta? Nó đã từng hỏi tôi về cái chuyện này. Tại sao nó lại dám làm cái chuyện tài trời liều lĩnh như vậy được chứ? Tụi nó không biết. Tụi nó chỉ mong muốn tìm ra điều kỳ diệu thôi. Phải chăng chúng ta đã sai lầm khi giấu kín cái chuyện này? Tôi không tin tụi nó biết mất mãi mãi. Nhưng mà tôi lo lắm là tụi nó có thể giống như những người háo thắng trước đây. Ông cũng cố gắng, càng ít người biết chừng nào thì tốt chừng đấy. Tôi đang chờ tin tức của ông Thắng nè. À, ông có cách để tìm ra bọn chúng hả? Tôi chỉ mong là quá khứ không lặp lại. Ê, gì? Mắc kẹt ở đây 2 ngày rồi, ngứa ngáy chân tay quá. Trước khi đi mày đập một quẹt rồi mà. Chưa có đã. Ở trong có 2 con nhỏ ngon quá mày. Khó đuốc đó, nhất là con cá trắng. Đại ca bà biết đó, chắc không tha cho tụi mình đâu. Thì tao khen vậy thôi, chứ có làm gì đâu. Ai dám đụng tới con nhỏ cá trắng. Quân ơi. À. Quân. Ừ. Vậy. À. Chuyện gì vậy? Đi vệ sinh với tao chút đi. À. Tao buồn ngủ quá à. Mày đi mình mày đi. Đi. Ờ, à, không đi đâu. À. Mày nhớ mày nha mày. À. Ê. Đi đâu mày? Đi vệ sinh. Đi lẹ vô. Quân. Hả? Gì nói đó? Hả? Hòa nói em mới đi vệ sinh rồi. Từ từ yên tâm đi. Có đi lâu chưa? Đi cũng lâu rồi á. Có một. Có điếu nè. Đi đường này nè. Theo tao đi nước. Để đi. Đi đâu vậy? Đại ca chờ em nhé đại ca. Đi đâu mục tiêu rồi? Chửi tao sợ như mày. Đại ca. Đại ca.
Hoài, Hoài. Hoài, Hoài. Ổn rồi. Có tao đây rồi. Chuyện gì? Nó làm đàn em của tôi. Mày làm gì đàn em của nó hả? Dạ con tính vui vẻ một chút thôi mà. Khốn nạn. Dạ con biết lỗi rồi. Tao đã cấm tụi bay không cho làm điều đó. Tại sao làm? Ừ? Con biết lỗi rồi. Thằng Bi đã giết phản quả đó ông chủ. Nếu không giết nó thì giết nó đó. Được rồi. Mình tỉnh đi. Anh đã chết, đã chết. Còn nó, mày hãy cho nó một con đường sống. Không bình hả? Tao không bình. Sau khi chuyến đi này kết thúc, nó sẽ bị trừng trị thích đáng. Còn bây giờ giữ mạng nó lại thì phía trước còn nhiều khó khăn. Không sao đâu. Đến đi. Qua. Bình tĩnh đi. Mọi người bình tĩnh đi. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi. Đừng không. Đến đi Qua. Chủ. Đi rồi chủ đi ngủ đi. Tụi mày coi chừng nó cẩn thận nha. Mày ra canh gác đi. Dạ. Quà ơi Quà, đêm qua mày có ngủ được không vậy? Quà, mày ổn chứ? Em đỡ rồi. Em cảm ơn đại ca. Cá Trắng, cô sao vậy? Cha tôi nói là đừng ngủ ở trong rừng, tại vì không có oxy. Vậy mà chúng ta đã vào rừng trái phép 2 lần rồi. Nơi này chưa nhiều người đặt chân tới mà. Cô sao vậy? Chóng mặt quá. Cá Trắng, em có sao không? Tôi chỉ khó thở thôi. Tụi bay có vẻ khác những người đi trước đó. Tao đã sớm nhận ra chứ không phải ai khác. Sẽ giúp tao làm được điều kỳ diệu và giải được những lời nguyền. Thật ra nếu không có đạt được kho báu thì đó cũng là công sức của bọn tôi. Chẳng có gì là vinh quang hết. Còn hơn thế, với bà thấy này cũng không hề gì đâu. Vì mà mọi người trên đảo đã tin tưởng ông, kính trọng ông. Nhưng tụi mày ra, tao vẫn là một biểu tượng của sự tôn kính. Xin lỗi ông nha. Sau cái sự kiện ngày hôm nay, sẽ chẳng còn ai trên hòn đảo này tôn trọng ông nữa đâu.
ở đời mà phải sống ác, thật ác mới có thể là ba chủ. Hùng, tỉnh mộng đi con. Tất cả chỉ có được 15 phút đi dọn dẹp trước khi lên đường, nghe chưa? Sao chắc chắn vậy hả? Vì vậy tao mới là ba thấy, chứ không phải ai khác. Tụi bay lẹ lẹ đi. Chạy. Nhanh. Chạy. Lẹ lên mày. Từ từ. Có kìa, đại ca, đại ca có kìa, đại ca. Cuối cùng tặc chờ được đến ngày này, mày đâu? Qua lẹ lên, nhanh. Lên ông chủ, thành công rồi. Đi, đi, lẹ lên. Không còn thời gian nữa, tất cả hãy lên đường. Đó là đứa cuối cùng phải chết Hùng. Đứa nào quay lại tao bắn dở sọ. Đi. Nhanh. Lên.